Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ về tử vi thứ hai Ngày 29 tháng 11 năm 2021 Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Tân Tỵ, tháng kỷ hợi năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường giờ mậu tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỹ giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quan. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thi Lao, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trần, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc tu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh bạch lạp kim ngày tân tỵ tức chi khắc can nghĩa là họa khắc với kim và ngày hôm nay là ngày hùng về nạp âm bạch lạp kim kỵ tuổi ất hợi kỵ hợi ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi kỵ hợi nhờ kim khắc mà được lời. Ngày tỵ lục hợp với thân, tam hợp với xỉu và dậu thành kim cục, xung với hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi ất hợi, kỷ hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi tân tỵ, đinh tỵ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao kính tâm tốt đối với an táng, sao dịch mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành, sao thiên ân tốt mọi việc, sao thiên thủy tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có sao tiểu hồng sa, sáu mọi việc, sao nguyệt phá, sáu về xây dựng nhà cửa, sao câu trận, kỵ về an táng, sao ly sàng, kỵ về cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, Tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây mà các bạn đón xem từ vị trí tiết 12 con giáp ngày thứ hai 29 tháng 11 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết để đón lành tránh giữ uh, mau sao vận trình của các bạn trong ngày được tốt hơn mà các bạn cùng theo dõi Đầu tiên, mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm và đây là cơ hội để cho bạn tuổi Tý cải thiện được vận trình tài lộc của mình trong thời gian này. Vận may về tiền bạc mà bạn có được rất đáng để cho bạn tận dụng. Thế nhưng nếu như bạn không đủ về năng lực không đủ về kiến thức, tích lũy về tiền bạc chưa đủ thì cũng rất dễ để cho chúng trôi qua một cách nhanh chóng nhá. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy hỏa xung khác. Cái điều này khiến cho tính cách của bạn có phần dễ nóng nảy, nông nổi hơn. Do đó, với bạn tuổi Tý dễ có những quyết định sai lầm và bạn hãy đợi cho cơn nóng giận trôi qua thì muốn nói hay là làm gì để hạn chế những rắc rối xảy ra với mình nhé xem tử vi theo ngày tốt xấu thì hôm nay bạn mệnh tuổi tý nên ưu tin những việc như là khởi công, tạo tác, mọi việc đều tốt. Tốt nhất là về xây dựng về nhà cửa, chôn cất, cưới gã, xuất hành hay là đi thuyền, mưu sự hay là ký kết hợp đồng cũng rất thuận lợi. Với bạn tuổi tý trong ngày này, nếu như xuất hành đi xa thì bạn nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, và tài thần hướng Tây Nam để tăng thêm sự may mắn cho mình. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim sáng suốt khi đưa ra được những quyết định về đầu tư. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy luôn có những người bất đồng ý kiến với bạn. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa sự nóng nảy của bạn là tác nhân khiến cho bạn làm hỏng việc. Tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ giúp ai thì giúp cho đến cùng cho đi một cách vô tư bạn tuổi tí nhá. Từ vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc, tránh nối vô thượng vô phạt lại gây mất lòng người khác. Và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 39, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn, tuổi thân. Tử vi tuổi sửu thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tị dậu xỉu phù trợ, cái điều này mang đến cho bạn tuổi xỉu đối với những bạn đang quản độc thân có được sự lựa chọn khôn ngoan trong chuyện tình yêu và đó là sự kết hợp giữa cảm xúc và lý trí một cách rất hài hòa. Đối với những cặp đôi cũng đang ấp ủ những kế hoạch khá lý tưởng cho những chuyến đi sắp tới để có được nhiều thời gian hơn ở bên nhau và trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi sửu lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh nhắc nhở bạn vấn đề liên quan tới tài chính là trọng tâm của bạn trong ngày hôm nay đòi hỏi bạn phải suy nghĩ và hành động thật thật trọng để tránh những rắc rối sai lầm trong việc cho vay mượn về tiền bạc thì hãy cố gắng kiểm tra thật kỹ các thông tin trước khi rút hầu bao của mình ra. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh. Cái điều này cũng cho thấy với bạn đang có được những niềm vui liên quan tới vấn đề về sức khỏe, nhất là đối với những ai đang ốm bệnh có được cơ hội phục hồi một cách nhanh chóng trong ngày. Với những người có ý thức được hơn trong việc chăm sóc cho bản thân mình, trong suốt thời gian qua đã thấy được có những chuyển biến một cách tích cực rõ ràng rồi và xem tử vi ngày 25 tháng 10 năm Tân Sửu này ạ. Ngày này với bạn tuổi Sửu đang có được tác động của những sao tốt như là sao Kính Tâm, sao Dịch Mã, sao Thiên Ân, sao Thiên Thủy. Bạn đang có được vận quý nhân giúp đỡ, đi xa thì được uh, lợi lộc, có danh, có tiếng, có tin vui trong gia đạo. Và bạn đừng quên xuất hành theo những hướng tốt như là Hỷ Thần và Tài Thần hướng Tây Nam để tăng thêm sự may mắn cho mình. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, lứa đôi ngày càng hạnh phúc vì có được sự thấu hiệu lẫn nhau, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy có nhiều thời gian tận hưởng niềm vui bên gia đình, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa đừng hứa hẹn khi bạn không chắc chắn về tương lai, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ cố gắng vượt qua trở ngại, thách thức trước mắt, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc hạnh phúc là do bạn nắm giữ, hãy biết trân trọng lấy nó. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 11, số 24, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Từ vi tuổi dần thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cái điều này khiến cho bạn tuổi dần muốn mọi thứ đi theo kế hoạch của mình đã định cũng rất khó khăn có một người nào đó luôn tìm cách cạn đường bạn nếu như bạn đủ thông minh mạnh mẽ để xử lý mọi việc thì sẽ sớm êm xuôi ngay lại mà thôi. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh dự báo cho bạn trong ngày hôm nay các công việc của bạn sẽ được dàn xếp một cách ổn thỏa đem lại cho bạn tuổi dần có được tâm trạng thoải mái, vui vẻ. Đối với những bạn kinh doanh tự do có thể sẽ có được hợp đồng đáng giá trong ngày hôm nay nữa. Tuy nhiên, bạn mệnh tuổi dần trong ngày này, bạn cũng nên phải chú ý dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mình một chút để chăm sóc cho chính những cảm xúc của bạn. Điều đó là vô cùng quan trọng. Ngoài ra, với bạn tuổi dần cũng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng cho công việc hay là các vấn đề về cá nhân mình bạn tuổi dần nhé vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy đừng quá rời xa những giá trị thực tế đang hiện hữu tức mình tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa cần phải cẩn thận kéo lại bị tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình quấy phá tử vi tuổi mạo dần thuộc mệnh thổ nhận được sự giúp đỡ nhờ mối quan hệ đáng tin cậy tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc dự vững quyết tâm và tinh thần lạc quan bất chấp mọi hoàn cảnh từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim tránh cố chấp cứng đầu sẽ không ai muốn tiếp xúc với bạn và đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 12 số 47 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh và đây là điểm báo làm cho bạn rất có thể sẽ tự hại bản thân mình trong ngày hôm nay khi bạn sa đà vào việc nói dối hoặc là bóp méo sự thật theo ý mình nhằm phục vụ cho lợi ích của bản thân và điều này có thể gây tổn hại cho ai đó và làm tổn thương họ và nếu như bạn không thay đổi kịp thời rất có thể bạn sẽ khiến cho người khác đánh giá vô cùng xấu về bản thân mình nữa. Tuy nhiên trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của bạn mệnh được cải thiện một cách rõ rệt khi mà bạn có ý thức vun vén cho tình cảm lứa đôi bằng những hành động cụ thể đời sống tình cảm của bạn độc thân lúc này cũng khá chi là sôi động với những cuộc tình hứa hẹn đầy thú vị và xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm Tân Sửu với bà tuổi Mão không nên xuất hành đi xa hay là thực hiện những công việc quan trọng như là ký kết hợp đồng bởi bạn đang có điểm báo công việc gặp trục trặc không được suôn sẻ không có người giúp đỡ bạn mệnh tuổi Tỵ trong ngày này cũng không nên trị bệnh ở đầu và ở tỳ do đó bạn mệnh cần lưu ý không nên tác động lên vị trí này ngày hôm nay về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy nhớ giữ vững lập trường nếu như không muốn bị xem thường tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa nên lắng nghe và thấu hiểu cha mẹ con cái tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ tránh tin người khi bạn không đủ thông tin tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc đôi khi cảm thấy lạc lối và không biết được nên tiếp tục ra sao tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim không nên cố tình lờ đi những cảm xúc xích mích trong chuyện tình cảm. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 44, số 58, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát thừa tường, màu tím, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn. Từ vi tuổi thìn thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn, cho chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi thìn đang chịu ảnh hưởng của kíp tài chiếu mệnh, cho nên với bạn không thể xem thường vấn đề này. Với bạn rất dễ xảy ra sự tranh cướp, mâu thuẫn vì nghi ngờ chuyện tiền bạc không được sòng phẳng và có trốn tránh cũng khó. Bạn phải tìm mọi cách để xử lý sao cho phù hợp bạn tuổi thìn nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn lại đang gặp được ngày có họa thổ tương sinh. Cái điều này sẽ giúp cho bản mệnh tránh được một số rắc rối nhờ khả năng xử lý tình huống vô cùng khéo léo của mình. Và về vấn đề sức khỏe của bạn tuổi thìn trong thời gian này cũng đang dần được tốt lên khi bạn đã quan tâm tới từng bữa ăn giấc ngủ của bản thân mình nữa rồi xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm Tân Sửu Thiêu hại thượng lạn ông hôm nay nhân thần nằm ở phía trong cổ tay phía trong đùi và âm hộ, vì vậy với bà tuổi thìn không nên tác động lên các vị trí này ngày hôm nay về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa tránh gây thêm hiểu lầm trong ngày tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ vợ chồng không nên cãi quạ chiến tranh lại nên đối thoại với nhau. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc có được cơ hội gặp gỡ quý nhân, hóa giải những sự căng thẳng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim mở rộng tiếp xúc và giữ quan hệ với những người đáng tin cậy. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy giữ vững quyết tâm và tinh thần lạc quan bất chấp hoàn cảnh. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 48, số 87, giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi tỵ thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh hỗ trợ cho vận trình của bạn ngày hôm nay trôi qua thật tuyệt vời. Các công việc của bạn đã thực hiện rất tốt bởi vì thông qua đó bạn có thể giải quyết được những vấn đề đang còn tồn động trong gia đình. Và đây cũng là ngày để cho bạn quan tâm hơn tới những người mà bạn yêu thương nơi tổ ấm nữa. Bạn đừng có bỏ qua họa bạn tuổi tỵ nhé người thân luôn là chỗ dựa về tinh thần cho bạn những lúc khó khăn và là nguồn động viên vô tận cho bạn để thực hiện những dự án mà bạn đang ấp ủ. thế nhưng với bạn tuổi Tỵ bên cạnh đó vẫn có người bàn lùi chỉ vì họ muốn tốt cho bạn quản chính bạn mới là người hiểu mình nhất bạn tuổi Tỵ nhé. ngày này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có họa khí Vượng cái điều này khiến cho sức khỏe của bạn mệnh lại có phần bị giảm sút và hôm nay bạn nên quan tâm tới vấn đề về ăn uống không nên ăn đồ ăn để qua đêm vì chúng đã có phần nào bị giảm đi chất lượng cũng như là chất dinh dưỡng nhất là rau xanh thì nên càng tươi càng tốt vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa hãy lắng nghe lời khuyên của người có kinh nghiệm hơn từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ có xu hướng tự cô lập bản thân vì thiếu đi sự hòa đồng. Từ vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc, bạn chẳng cần phải chứng minh khi ai cũng biết về khả năng của bạn. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, nhận được sự tin tưởng của mọi người trong cuộc sống. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, chấp nhận sự thiếu suốt của bản thân như là chuyện đương nhiên. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 69, số 72, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi. Tử vi tuổi ngọ thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này nhờ có được tam hội giúp cho chuyện tình cảm gia đình trở nên khang khít hơn cho nên với bạn tuổi ngọ cảm thấy tự tin hơn yêu đời hơn và hôm nay là một ngày tuyệt vời để cho bạn tuổi ngọ ưu tiên dành thời gian cho mọi người có thể cùng nhau đi chơi một chuyến để cho tình cảm thêm phần gắn kết hơn với bạn tuổi ngọ, sự trưởng thành, bạn lĩnh trong những lựa chọn cá nhân với sự trợ giúp của thiên ấn thực sự là rất quan trọng với bạn trong thời gian này. Và bạn tuổi ngọ hãy tính toán cho thật kỹ lưỡng trước mọi khả năng có thể xảy ra bởi vì điều đó sẽ giúp cho bạn giảm thiểu được những rủi ro và giúp cho bạn có được những bước đi vững chãi hơn. Ngày này, bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày có họa khí vượng khiến cho thân nhiệt của bạn mạnh rất dễ cao hơn so với những ngày bình thường và biểu hiện qua đó là việc lợi của bạn bị rộp rốp nứt nĩa viêm da hôm nay bạn nên ưu tiên ăn những đồ ăn mát với những loại thức ăn hoa quả có nhiều nước sẽ giúp cho bạn điều hòa cơ thể điều hòa thân nhiệt tốt hơn Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm Tân Sửu với bạn tuổi ngọa đang có được tác động của những sao tốt như là sao kính tâm, sao dịch mã, sao thiên ân, sao thiên thủy và thiêu khẩu minh hôm nay cũng là ngày tốt. Vì vậy với bạn tuổi ngọa đang có được vận quý nhân khi xuất hành đi xa, có được tài lộc, công việc được thuận lợi, bạn nên tranh thủ sắp xếp thời gian để cho công việc của mình được hành thông, xun xịa bạn tuổi ngọa nhé vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim công việc tiến triển theo đúng như kế hoạch mà bạn đã đề ra tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa luôn quan tâm tới những suy nghĩ cảm nhận của nửa kia tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ với những suy nghĩ của bạn chỉ mang tính chất chủ quan tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc có được sự may mắn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người Vậy đánh giá của bà tuổi Ngọa trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 77, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là đây là một thời gian tốt để cho bạn tuổi mùi hàn gắn mối quan hệ khi đang có được tam hội nâng đỡ. Có thể là nhờ vào một cơ duyên nào đó mà bạn tuổi mùi có được cơ hội kết giao với bạn bè mới. Và dù sao, cuộc sống luôn có cách cân bằng để giúp cho bạn nhận ra người lạ hay là người quyên không quan trọng bằng việc ai phù hợp với cá tính của bản thân mình hơn mà thôi. Và xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này có thể khiến cho bạn túi mùi cảm thấy buồn khi nhận ra bộ mặt thật của một người nào đó mà bạn đã từng tin tưởng nay lại trở mặt. Nhưng đó cũng là điều tốt để cho bạn tránh được việc bạn có thể bị họ làm hại trong những lần tới. Và bạn hãy dụng cảm đối mặt với nó bạn tuổi mùi nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy người thân sẽ nâng đỡ giúp cho bạn thoát khỏi những lúc khó khăn liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Nếu không thì bạn cũng là người tìm ra được cách thức phù hợp để cứu mình ra khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại nữa rồi. Về từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, vợ chồng yêu thương nhau khi đồng lòng vượt qua sóng gió, tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy hại kiểm điểm bản thân trước khi oán trách người khác. Tử vi tuổi kỵ mùi thuộc mệnh hỏa nhìn nhận vấn đề trước mắt một cách rõ ràng mới mong có được giải pháp để xử lý. Tử vi tuổi tan mùi thuộc mệnh thổ chứng minh cho mọi người xung quanh thấy mình là ai. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc sẵn sàng đối đầu với những người có ý kiến trái chiều với mình. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 58, số 89, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi tỵ Từ vi tuổi thân thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân giúp cho bạn trở nên điềm tĩnh hơn trong cách ứng xử với mọi người xung quanh. Khó khăn trước mắt không là gì khi bạn khéo liếu điều phối xử lý từng tình huống xảy ra trong ngày hôm nay một cách trơn tru và hiệu quả cao. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Và đây là lời nhắc nhở để cho bạn tuổi thân cần phải cẩn trọng trong ngày. Bạn cần phải cân nhắc kỹ trước khi mọi thương vụ đầu tư bởi vì những tính toán thiếu cẩn trọng có thể gây ra sự sai lầm. Và bạn cần phải suy nghĩ cho thật kỹ về những gì bạn có thể đạt được với những gì mà bạn đang có mạo hiểm không phải là ý hay vào lúc này bạn tuổi thân nhé. Ngày này, bạn tuổi thân cũng đang gặp ngày có kim khắc với họ. Cái điều này cũng cho thấy, và đây là điều kiện không tốt làm cho sức khỏe của bạn mệnh có phần bị suy yếu. Do đó, ngày hôm nay với bạn tuổi thân nên hạn chế đi ra ngoài. Bạn rất dễ ốm vì lý do thời tiết. Ngoài ra, bạn mệnh cũng không nên thức quá khuya sẽ khiến cho sức khỏe, sức đề kháng của bạn bị giảm sút nữa về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy công việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa hào hứng mọi khi bắt tay vào công việc tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ gặp nhiều may mắn khi tham gia thi cử bầu bán tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc tin tưởng vào khả năng năng lực của bản thân mình tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nhân duyên với những người khác giới được tốt đẹp Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 91, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ Tử vi tuổi giàu, thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021. Bước sang ngày thứ hai này với bạn tuổi dậu xem tử, tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tị dậu xịu phù trợ. Cái điều này là tín hiệu, niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với bạn trong ngày hôm nay. Việc khám phá ra những sở thích, ý tưởng chung có thể đem lại cho bạn một ngày thoải mái bên những người thân yêu. Và đây cũng là ngày để cho cả hai nỗ lực xích lại gần nhau hơn nhằm xây dựng một mối quan hệ tích cực hơn bạn tuổi dậu nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho bạn tuổi dậu có được một ngày khá yên ổn, thư giãn thì ai đó thân thích với bạn như đang ở trạng thái về tinh thần không được tốt, có lẽ họ cần đến sự giúp đỡ của bạn nhưng lại ngại không đủ tự tin để lên tiếng đề nghị vì xấu hổ, vì ngại ngần. Do đó, với bạn tuổi Dậu, hãy thoải mái giúp đỡ họ vượt qua những lúc khó khăn như thế này. Và ngày này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày của ngủ hành xung khắc, cái điều này dự báo cho bạn sẽ có một số bất ổn liên quan tới vấn đề tiền bạc mà bạn chưa đủ linh tính để nhận ra. Nếu bạn không xử lý sớm thì sẽ có những rắc rối mà bạn không thể đủ khả năng cáng đáng nổi sau này đâu bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày này với bạn tuổi dậu, bạn cũng không nên xuất hành đi xa hay là tiến hành hùn hạp về đầu tư, cũng kiên cự về ao hồ, sông nước, đặc biệt là đối với những bạn nữ có tai họa khó lường. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai, tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa hay trần trừ, do dự, thiếu đi sự quyết đoán, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ hãy thử tham khảo ý kiến của người giàu kinh nghiệm xem sao tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc mối quan hệ xã giao phát triển tốt tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim không ngừng cố gắng tiến lên phía trước về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 40 số 76 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bà tuổi Tuất bước sang ngày thứ hai này tiếp tục bỏ qua những lời hứa hẹn của mình, thậm chí là đi trái với nguyên tắc của bản thân và hy vọng giành lại điều gì đó cho mình khi trong ngày đang gặp kiếp tài chiếu mệnh và bạn đang cảm thấy tác hại của nó rồi. Quả thực là tất cả những điều này sẽ không mang lại giá trị nào tích cực cho bạn, bạn tuổi tuất nhé. Bạn cần phải cân nhắc cho thật kỹ trước mọi hành động của bản thân mình trong ngày hôm nay và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi tuất lại đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh mở ra những cánh cửa mới giúp cho bạn thấy tia hy vọng dựa những khó khăn mà bạn đang phải đối mặt. Bạn nhận ra có những người luôn ở bên mình, họ trợ cho bạn vượt qua những lúc khó khăn, tiếp thêm cho bạn động lực. Cho dù chính bản thân bạn mới là người tự giúp mình giải quyết những vấn đề đang diễn ra với bạn. Ngày này với bạn tuổi Tuất nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam để tăng thêm sự may mắn cho mình. Tuy nhiên, đối với những gia đình có thai phụ thì lại không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, công việc vướng phải nhiều rắc rối, tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, không nên đổ trách nhiệm cho người khác, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, tránh ký kết những hợp đồng quan trọng, tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, chờ đợi thời cơ khác thích hợp với mình, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 35, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hỏi thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cái điều này khiến cho những kế hoạch của bạn trong ngày hôm nay rất dễ bị đổ bể và nếu như bạn tuổi hợi đang cố gắng gây ấn tượng với một người nào đó trong khi dường như đối phương lại chẳng có một mảy may quan tâm tới bạn và tốt nhất là với bạn tuổi hợi hãy cân nhắc những kỳ vọng của mình và đừng có trông đợi quá nhiều. Thay vì thế, bạn chỉ cần làm tốt những gì mà mình có thể. Vậy thôi là được nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi, lại đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho bạn tuổi hợi có được khả năng xử lý mọi việc một cách khéo léo cũng như là tư chất bẩm sinh trầm tĩnh bạn lĩnh giúp cho bạn có thể giải quyết được mọi việc một cách hiệu quả ngày hôm nay thế nên không có gì khó hiểu khi bạn có một ngày hết sức ý nghĩa và đem lại cho bạn niềm vui sự thư giãn ở cuối ngày và xem tử vi cũng cho thấy với bạn tuổi hợi trong ngày này lại đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc cái điều này lại không có lợi cho sức khỏe của bạn sức khỏe của bạn bị giảm sút sẽ có lợi hơn khi bạn dành thời gian để nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, chớ nên tham lam làm thêm việc gì mà lại ảnh hưởng tới bản thân mình. Bản tuổi Hợi nhé. Vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa đề phòng những đối tượng tiếp cận với mình có ý đồ xấu. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc quan tâm nhiều hơn tới nửa kia của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim không nên nóng nảy phân tích rõ tình hình tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy dễ vướng phải tranh chấp với người có chức vị trong xã hội và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 16 số 53 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.